quý vị và các bạn thân mến vậy là cô bé linh đã trốn được ra và đã đến được gần đến đồn công an tuy nhiên cô bé linh lại phát hiện ra một cái bí mật động trời đó là lần ra dấu vết về hai kẻ đã giết cha mẹ mình trong cái vụ án mạng năm xưa vậy bây giờ bám theo hai kẻ đó để lật lại vụ án tìm ra manh mối lật lại vụ án hay là chạy xuống để vào đồn công an để thoát khỏi cái đất nước Trung Quốc ngay bây giờ cô bé sẽ chọn lựa như thế nào và sự tình việc sẽ diễn ra như thế nào khi mà ở đằng sau thì người nhà của thằng Bao nó vẫn cứ bám theo chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 8 ngủ trong căn quỷ trạch của tác giả Thảo Trang tôi còn đang suy nghĩ Thì cô bé ở bên cạnh giật áo tôi Rồi tỏ ý thúc giục tôi xuống đồn cảnh sát Tôi nhớ đến gương mặt của bà nội Nhớ đến dáng vẻ của bố mẹ tôi nằm trong vũng máu Tôi hít một hơi thật dài Rồi quyết định xuống xe Trùng hợp thay Hai người kia cũng xuống xe cùng Tôi cố ý lùi lại để nhường họ đi trước Bản thân mình và cô bé đi theo sau Vừa bước xuống khỏi xe buýt, người đàn ông vội vã chạy về phía một chiếc xe tải, phủ bạt kín cả thùng xe. Người đàn bà đi chậm hơn, vừa đi vừa nhìn xung quanh cảnh giác, như sợ có ai nhìn trộm. Tôi vừa đứng tần ngần nhìn cổng đồn công an trước mặt, vừa liếc mắt để nhìn biển số xe thật kỹ, rồi ghi nhớ ở trong đầu. Khi chiếc xe tải ven đường bắt đầu nổ máy, cũng là lúc tôi bước chân vào đồn cảnh sát cho đến rất nhiều năm sau này tôi vẫn không quên được cảm xúc của mình lúc ấy những hình ảnh trước mắt của tôi hệt như là một đoạn phim quay chậm cô bé tốt bụng nhanh nhẹn dẫn tôi vào trong lúc này trời đã về khuya nhưng vẫn có hai người thanh niên mặc quân phục màu xanh ngồi ở bàn tiếp dân vốn tiếng anh của tôi cũng không quá tốt song cũng đủ để nói rằng mình là người việt nam bị bắt cóc sang đây bán với giá 10.000 dân nhân dân tệ. Tôi không biết ký hiệu nhân dân tệ bằng tiếng Anh như thế nào. Đành viết một con số 10.000 to tướng ở giữa tờ giấy. Rồi đưa cho cả cô bé và đồng chí cảnh sát xem. Cô bé nói tiếng Trung với họ. Ánh mắt của họ nhìn hai chúng tôi chăm chú. Độ khoảng 5 phút sau thì một người trong số họ nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Người còn lại nhanh nhẹn lấy cho tôi và cô bé kia mỗi người một cốc trà gừng thật nóng tôi còn chưa kịp uống trà thì từ phía sau một người đàn ông gương mặt chữ điền bước vào nhìn tướng mạo và phong thái của người này có lẽ đây là trưởng công an ở đồn này đồng chí cảnh sát hướng tay về phía tôi nói vài câu có lẽ đang giới thiệu cấp trên của mình tôi lễ phép cúi chào vị cảnh sát trước mặt ông ta nhìn tôi rồi gật đầu một cái điện thoại trên bàn đổ chuông đồng chí cảnh sát trẻ tuổi nhấc máy nói chuyện một lúc rồi quay lại báo cáo với cấp trên của mình. Người đàn ông gật đầu, sau đó người trẻ tuổi hơn đưa điện thoại cho tôi. Tôi cầm ống nghe mà trong lòng hồi hộp. À, alo. Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người phụ nữ trung tuổi. Alo, chào em. Chị là Khánh Minh, là chuyên viên của đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc. Chị vừa nhận được thông tin em đến trụ sở công an của huyện Phúc Long, tỉnh Chiết Giang để trình báo việc bị bắt cóc. Em có thể trình bày vắn tắt sự việc được không? Phải đến lúc này tôi mới tạm yên tâm là mình đã trốn thoát thành công. Khóe mắt của tôi cay xẻ khi bắt đầu kể lại hành trình của mình kể từ lúc mình bị lạc ở khu chợ đêm gần cửa khẩu. Rồi bị thằng ngụy đánh thuốc mê ở tiệm mì. Cuối cùng lưu lạc đến nhà lão kiệm. Rồi được gia đình nhà bao mua về cuối cùng mới đến trốn thoát được cô khánh minh động viên tôi rồi khẳng định tình trạng phụ nữ và trẻ nhỏ bị bắt cóc từ việt nam sang trung quốc rất nhiều nhưng chẳng có mấy ai có thể trốn thoát được như tôi cô bảo rằng việc tôi tự thoát khỏi nhà chồng được coi như là kỳ tích cuối cùng phía đại sứ quán việt nam sắp xếp cho tôi nghỉ một hai hôm tại nhà khách của công an huyện sau đó sẽ có người đến đón tôi đưa về việt nam Tim tôi đập rộn rằng khi nghe thấy hai chữ về nhà. Cô bé bên cạnh, không hiểu hết câu chuyện nhưng cũng đoán được là tôi sắp được đoàn tụ với gia đình. Cầm chặt lấy tay tôi mà rơi lệ. Tôi đỏ hoe mắt, nhìn những người cảnh sát, rồi nhìn cô bé người Trung Quốc ấy mà khóc nấc lên. Dường như tôi đã đi đến tận cuối con đường đại nạn của mình. Thế nhưng còn bố mẹ tôi thì sao? Đêm hôm ấy, Tôi ngủ trong phòng nghỉ tại khách sạn của nhà khách công an để tiện cho việc liên lạc. Tôi nhờ người ta mua giúp cho mình một chiếc điện thoại. Mặc dù điện thoại của tôi không quá cao cấp, nhưng chỉ ít là nghe gọi được ổn định. Cô Khánh Minh bảo đại sứ quán sẽ liên lạc với công an ở bên Việt Nam về việc đón công dân trở về nước. Khi đón tôi sẽ có công an Việt Nam và cả nhân viên của đại sứ quán làm thủ tục. Nếu như gia đình tôi báo án, chắc chắn phía cơ quan điều tra sẽ thông báo thông tin này ngay cho người nhà tim tôi đập thật mạnh nếu như vậy thì chỉ trong nay mai thôi bà nội tôi và chú long sẽ biết tin nó không chừng chú long còn biết sớm hơn bởi vì chính bản thân chú cũng là người trong ngành sự phấn khích làm tôi đi đi lại lại trong phòng trời đã về khuya thế nhưng tôi không thể nào ngủ nổi công an trung quốc cũng đề nghị tôi khai báo lại toàn bộ những gì tôi biết về nhà của thằng ngụy và hoạt động của lão kiệm gù tôi nhớ đến đứa bé gái đã chết dọc đường khi tôi bị bọn thằng ngụy bắt cóc rồi cả cô gái bị bọn chúng nó cưỡng bức đến chết ngay cả người phụ nữ màn thầu hỏng bị lão kiệm làm nhục rồi trả đạp ở dưới đất giữa đêm đông tuyết lạnh cũng hiện về trong đầu tôi tôi gật đầu đồng ý bởi vì tôi không muốn có thêm bất kỳ một người nào rơi vào tình trạng kinh hoàng như thế Mãi suy nghĩ tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đêm hôm ấy, Phong không hiện về. Nhưng tôi nhìn thấy bà vui. Bà Xuân đứng đợi tôi trên một khoảng sân đầy tuyết. Tôi khẽ giơ tay ra để chào hai người đàn bà xa lạ. Nhưng lại vô cùng gần gũi. Ấy thế nhưng họ chỉ nhìn tôi rồi lặng lẽ mỉm cười. Tôi ngây ra. Cả hai bắt đầu khóc Điều kỳ quái ở chỗ, khóe mắt của họ tôn ra hai dòng huyết lệ đỏ ngầu, nổi bật giữa khung cảnh tuyết trắng bay đầy trời. Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng ấm áp với ánh đèn ngủ màu nắng nhạt chiếu sáng. Tôi thở hắt ra một cái rồi lại ngồi xuống. Hình ảnh hai cái đầu của bố mẹ tôi mọc ra sau gáy của hai người lạ mặt kia rồi hai người phụ nữ khốn khổ cứ lanh quanh luận quẩn trong đầu tôi Cách đây mấy tiếng đồng hồ Khi còn đang kể lại từng tận hành trình bị bắt cóc Tôi đã quyết định không nói gì tới hai người quái lạ tôi đã gặp ở trên xe buýt Tôi biết chắc một điều bên phía công an hay là đại sứ quán Khó mà có thể tin được trên đời Lại có chuyện trùng hợp tới mức Tôi bị bắt cóc sang Trung Quốc mà lại có thể tận mắt nhìn thấy vong hồn của bố mẹ mình bám theo hai người khác thông tin về cái chết của bố mẹ tôi quá ít tôi còn nhớ rằng là cơ quan điều tra đã từng đặt ra giả thiết có thể là người giết bố mẹ tôi phải là người rất quen thuộc với tình hình của gia đình lúc ấy thì mới có thể sát hại một cách dứt khoát đến như vậy điều này không phải là không có lý bởi vì đêm bố mẹ tôi mất căn nhà trọ không có một người khách nào cả. Nếu như có khách thì chưa chắc âm mưu giết người đã thành. Tôi xoay người sang một bên, hai tay khẽ day day lên huyệt thái dương để cơn nhức đầu vơi bớt. Việc quan trọng trước mắt bây giờ là phải về được Việt Nam an toàn, sau đó mới tính đến việc tìm hiểu cái chết của cha mẹ. Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi đã xác định đó là mục tiêu cả đời mình. Sự việc sau đó diễn ra rất nhanh, người của bên đại sứ quán đến tận trụ sở của công an huyện để làm thủ tục tiếp nhận công dân. Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ có một vài người, nhưng đến khi gặp họ, tôi mới thấy người ta phải thành lập cả một tổ, bao gồm cả nhân viên đại sứ quán và cả công an Việt Nam. Cô Khánh Minh bên ngoài trẻ trung hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Cô ấy năm nay mới tròn 45 tuổi, và nếu như mẹ tôi chưa mất có lẽ cũng chạc tuổi của cô ấy bây giờ đi cùng với cô là hai đồng chí công an họ lặn lội từ cửa khẩu biên giới đến tận đây để đón tôi một chú tên là vinh đại úy một chiến sĩ khác trẻ hơn tên là thanh cả hai đều mặc đồng phục công an màu xanh lá cây sẫm tôi tạm biệt các chiến sĩ công an tại trụ sở huyện lúc bước ra xe tôi còn nhìn thấy cô bé hôm trước mình gặp ở trên xe buýt đến chào tôi lần này con bé đi cùng với bố mẹ tôi chạy lại ôm nó một cái thật chặt rồi nói lời tạm biệt chiếc điện thoại tôi đang cầm hình ảnh chụp bóng lưng của hai người tôi gặp trên xe buýt được gửi vào trong hòm thư điện tử của tôi cũng đều là do cô bé hỗ trợ tôi bước lên xe không quên quay lại vẫy chào mọi người chiếc xe ô tô khẽ nổ máy xình xịch rồi bắt đầu lăn bánh cuộc đấu não để tìm được đường về việt nam của tôi cuối cùng cũng đã đến hồi kết nghĩ đến sắp được gặp bà nội chú long là và bạn bè sau nhiều ngày xa cách trong lòng của tôi bồi hồi xúc động lắm Khoảng cách từ trụ sở công an huyện chỗ tôi tá túc đến cửa khẩu rất xa. Để tiết kiệm thời gian chúng tôi sẽ ăn và ngủ luôn ở trên đường. Tôi nghe chú Vinh và cô Khánh Minh nói chuyện với nhau. Trong số những người họ đã từng đón về, tình trạng của tôi được coi là khá nhất. Có những cô gái bị ngược đãi. Đến lúc khi công an ập vào, toàn thân họ đầy là những vết thương, mắt môi bị lở loét bốc mùi hôi thối. Nhiều người khác kém may mắn hơn thì đã bỏ mặt bên phía công an cũng chỉ đành hòa táng rồi trao trả lại cho cốt cho người nhà nghe chú kể nhân cảnh tượng cha mẹ già ôm chặt lấy hũ cho cốt của con mà khóc nấc lên sống mũi của tôi cay xè chú vinh lại nói trường hợp của hai người đã bị bọn thằng ngụy hại chắc chắn chúng nó sẽ tìm một nơi kín đáo để vùi xác nếu như có thể phá án nhanh thì không sao hoặc chuyên án kéo dài hơn dự tính có khi một mảnh xương cũng chẳng còn đem về quê cha đất tổ được. Tôi cũng chỉ còn cách gật đầu buồn bã. Di vật của hai người ấy tôi vẫn giữ. Chờ đến đồn công an cửa khẩu tôi sẽ giao nộp để tìm cơ hội trả về cho gia đình họ. Nhìn ra bên ngoài, khung cảnh ở trên đường mờ nhạt. Hệt như cái ngày đầu tiên tôi truy bắt thằng Nguyễn đầu óc của tôi lúc này nặng trĩu tôi nghe cô khánh minh nói vài câu gì đó rồi bắt đầu chợp mắt ngủ lúc ấy a phong đột nhiên lại hiện về trong mơ gương mặt của người con trai có cái nốt ruồi ở giữa mũi lần này sáng sủa và nhẹ nhõm hơn nhiều a phong nhìn tôi mỉm cười ở phía sau lưng anh có sương mù lảng bạc thấy tôi ngây ngô nhìn a phong cười nhẹ rồi thì thầm nói với tôi Em giỏi lắm Em đã thoát được rồi Trong giấc mơ tôi vẫn sực nhớ ra Cuộc tình cờ gặp gỡ của tôi Và hai người lạ mặt Tôi vội hỏi Lần trước Em có nhìn thấy bố mẹ em Theo ám một người đàn ông và một người đàn bà trên xe buýt Liệu đó có phải là hai người đã giết bố mẹ em không Hai người ấy là ai Là người Việt hay người Trung anh đã từng ở trong nhà em vào cái ngày bố mẹ em bị giết anh cũng đã từng thấy em trốn ở trong nhà bếp lúc đó vậy vậy chắc chắn anh phải biết kẻ đã giết bố mẹ em là ai phải không thấy tôi kích động a phong chỉ im lặng nhìn tôi nụ cười trên môi của anh tắt ngốm tôi gằn giọng anh đừng nói là không biết chính anh đã có mặt ở đó phong cúi xuống lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh ta buồn đến như vậy phải đến vài phút sau anh ta mới ngập ngừng anh xin lỗi anh không thể tiết lộ được người nào đã giết hại bố mẹ em như thế là phạm luật nhưng anh có thể khẳng định con mắt âm dương mà lần trước anh đưa em tới sông vong tình để rửa có thể giúp em biết được hung thủ thực sự của năm đó những kẻ từng giết người Chắc chắn sẽ có oan hồn của nạn nhân bám theo Họ sẽ ngồi trên lưng Trên cổ của nạn nhân Cho đến lúc nào được siêu thoát Có thể là vài năm Cũng có khi kẻ giết người Chết đi Thì họ là những oan gia trái chủ Đến để đòi nợ Tôi im lặng nghe Phong nói từng lời Kiểu cách nói nở chừng của người âm Tôi nghe cũng đã quen Nhìn gương mặt buồn bực Phong khẽ gật đầu rồi cười gượng Người em gặp ở trên xe buýt lần trước Đúng là kẻ đã giết bố mẹ em Cho tới bây giờ Họ vẫn bám theo những kẻ đó Để tìm cách đòi nợ Dù anh không thể chỉ đích danh là ai Nhưng anh có thể khẳng định Em đã từng gặp hai người đó Ngay tại Trung Quốc này Em em có còn nhớ không? khi phong nói câu cuối cùng xong, tôi dùng mình rồi bất chợt tỉnh giấc. chú Vinh và mọi người trên xe đều đang ngủ say. bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực. không khí ở bên ngoài lạnh cóng, khác hẳn với nhiệt độ ấm áp ở trong xe. vài chiếc ô tô đi ngược chiều vụt qua. tôi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của mình phản chiếu trong gương, rồi bắt đầu suy nghĩ thật cẩn thận về lời nói của người trong mơ khi nãy. Người tôi gặp ở trên đất Trung Quốc này không nhiều, ban đầu là phải đếm đến thằng Ngụy, thằng béo tiểu triệu, bà vui, bà Xuân, lão kiệm gù, vài người dân trong thôn Bạch Thủ. Linh tính mách bảo cho tôi biết, những người ấy đều không liên quan đến chuyện này. Xe đang chạy bon bon thì vô tình vấp phải ổ gà, khiến tôi nhào về phía trước. Đến khi lùm cồm bò dậy, Tôi quay mặt ra ngoài thì bắt gặp một chạm xăng nằm lẻ loi bên vệ đường. Giây phút ấy tôi mới giật mình, nhớ ra một điều. Vào cái ngày mà bọn thằng Ngụy đưa tôi đến nhà lão Kiệm Gù, ở trên đường có dừng lại một lúc để đổi xe. Lúc ấy tôi đã nhìn thấy một người đàn ông và một người đàn bà béo ục ịch. Đầu óc của tôi như dội lại ký ức. Tôi nhớ rất rõ là gã đàn ông kia có vóc dáng to lớn, cái đầu chọc lóc Gã nhòi người ra vốt má tôi rồi cười sằng sặc. Tôi còn nhìn thấy trên tay của gã. Có một vết sẹo hình tròn sâu hoắm màu đen. Người đàn bà thì tôi không có ấn tượng gì nhiều. Tôi chỉ nhớ là thân hình của mụ ục ịch đẫy đà. Mặc một chiếc váy màu tím. Chiếc kính đen quá khổ ngự trên gương mặt nóng nính những mỡ. Khi tôi nhìn thấy hai người ấy, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc đó tôi còn ngờ ngợ rằng là bản thân mình đã từng gặp người này ở đâu. Tôi dùng tay bóp chán rồi suy nghĩ. Thằng Ngụy từng nói hai người này tên là Phạm và Sảng, vốn là vợ chồng. Cả hai trước đây nuôi một cậu con trai nuôi, định bụng lớn lên để say vặt. Nào ngờ chàng trai kia mở cửa thả cho mấy đứa con gái trốn mất, cho nên bị họ sự tử. Đến đây thì tôi dùng mình ớn lạnh. Liệu Liệu có khi nào Phạm và Sảng là kẻ đã giết bố mẹ tôi Còn người con trai bị giết Chính là Phong Anh Anh ta Anh ta đã từng tha mạng cho tôi hồi còn nhỏ Vậy việc anh ta lén lút thả người Cũng không phải là không có cơ sở Nếu như những gì tôi suy đoán ở trong đầu là đúng thì những kẻ buôn người kia còn có thêm một tội danh nữa đó là giết người. Tôi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, ở trong lòng thầm mong thời gian trôi qua thật nhanh để tôi có thể gặp lại người thân của mình. Từ ngày sở hữu con mắt âm dương, linh tính của tôi nhạy cảm hơn rất nhiều. Trực giác mách bảo cho tôi biết, có lẽ vụ án mạng xảy ra ở căn quỷ trạch của gia đình tôi năm nào sắp sửa phơi bày ra ánh sáng. xe đi rất lâu hoặc cũng có thể là vì trong lòng tôi mong được về nhà quá cho nên tôi hồi hộp như vậy phải đến chiều muộn ngày hôm sau tôi mới thấy chiếc cổng trào với quốc huy trang trọng được gắn ở bên trên bên dưới chính là dòng chữ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nổi bật trên nền xi măng màu xám nhạt khoảnh khắc đặt chân lên mảnh đất quê hương tôi òa khóc nức nở bao nhiêu cảm xúc kìm nén bấy lâu trào răng ở trong lòng tôi quỳ thụp xuống đất hai bàn tay khẽ chạm vào cát bụi quê nhà để cảm nhận được cái cảm giác đặc biệt này không khí ấy làn gió ấy mùi thơm của cỏ cây ấy tất cả đều là của tổ quốc chờ cho cơn xúc động dịu xuống chú vinh và cô khánh minh đưa tôi đến thẳng trụ sở công an tại cửa khẩu tôi lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời vào buổi hoàng hôn hồng rực đẹp đến nao lòng ở đường chân trời xa xôi chú vinh giải thích với tôi đối với những trường hợp khác bên công an sẽ liên hệ với địa phương và gia đình nạn nhân để tổ chức đón người về với gia đình những người bị bắt cóc mang đi bán phần lớn được giải cứu tinh thần đều hoảng loạn sức khỏe suy kiệt vì bị bạo hành lần đầu tiên họ thấy một người còn tỉnh táo khỏe mạnh trở về quê nhà do đó phía công an muốn lấy lời khai của tôi để có tài liệu về đường dây mua bán người của bọn tiểu triệu Tôi nghe xong cũng lập tức hiểu ra, mặc dù tôi bị bắt cóc ở Trung Quốc, nhưng mạng lưới chân rết tìm trẻ em và phụ nữ của chúng nó thì phải ở bên Việt Nam. Do đó, phía cơ quan điều tra nhất định không thể bỏ qua một nhân chứng như tôi. Thời điểm ấy tôi chưa đủ 18 tuổi, cho nên việc lấy lời khai vẫn phải được sự ủy quyền và góp mặt của chú Long. Đơn vị công an sắp xếp cho tôi một nơi nghỉ ngơi Chờ đợi chú Long lặn lội lên cửa khẩu đón tôi về Tôi cũng vui vẻ đồng ý Trong lòng mỗi lúc mồ hồi hộp Đêm hôm ấy Trước khi đi ngủ Tôi vẫn mong gặp được Phong Để hỏi anh ta liệu rằng những suy nghĩ của tôi Có phải là đúng hay không ấy thế mà trong mơ Phong không xuất hiện Chỉ có bà Xuân Vẫn đứng ở trước cửa nhà lão kiệm gù Nơi mà đại doanh đã bị băm mặt Ngày ngày treo đèn Bà nhìn tôi cười buồn bã. Tôi để ý trong tay của bà vẫn còn cầm quả mìn fulminat thủy ngân. Tôi định chạy lại tìm bà. Mọi thứ xung quanh phát nổ. Cả căn nhà chỉ còn lại là một đống gạch vụn hoang tàn. Cho đến khi tôi hét lên một tiếng rồi dùng mình trồm dậy. Ánh trăng từ bên ngoài hát vào cửa sổ làm cho cảnh vật hiu quạnh đến giận người. Không cần nói ra tôi cũng đoán được, có lẽ bà Xuân không còn trên đời nữa. Sáng hôm sau, cơn mưa bất ngờ của tháng 12 chợt đến mà không báo trước. Tôi ngồi nói chuyện với mấy anh chị cảnh sát thực tập trong lúc chờ đợi chú Long. Nhìn bộ cảnh phục ở trên người họ, bất giác tôi cảm thấy dường như bản thân mình đã xác định được con đường mình muốn đi sau này. Ngày tôi chưa bị bắt cóc sang Trung Quốc bà nội và chú long vẫn thường hay nói với tôi những ngôi trường đại học mà tôi nên theo học sau này chú long vốn thích tôi làm bác sĩ nói với học lực của tôi hiện giờ việc thi vào đại học y hà nội hoàn toàn không khó nhưng bà nội thì khác bà cho rằng làm bác sĩ vất vả lại thường xuyên áp lực do phải chạy đua với tử thần để cứu mạng người bà muốn tôi đăng ký học ngành sư phạm để trở thành một cô giáo dạy môn hóa học lấy chồng sinh con bình yên qua ngày chỉ có điều có lẽ có nằm mơ cả hai người cũng không nghĩ đến vì biến cố lần này tôi quyết tâm nối nghiệp chú long để trở thành một nữ cảnh sát hình sự giữa lúc còn đang nghĩ vẩn nghĩ vơ thì một giọng nói vang lên linh linh tôi giật mình quay đầu lại đằng sau lưng là bà nội và cả chú long mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi, tôi òa lên khóc nức nở rồi chạy về phía hai người. Chúng tôi mừng mừng tủi tủi ôm chặt lấy nhau. Bà nội mặc một chiếc áo bông màu mận chín, cứ nghẹn ngào vỗ vào lưng tôi. Cha bố nha chị, đi đâu? Đi đâu bây giờ mới về? Chú Long không khóc thành tiếng. Nhưng tôi nhìn mắt chú cũng đỏ hoe Sau giây phút hội ngộ ấy, anh công an dẫn ba người chúng tôi vào một phòng tiếp khách. Bên trong lúc này đã có vài người ngồi chờ sẵn tôi khẽ quan sát một lượt ngoài chú vinh anh thanh thì tôi đã biết mặt lần này còn thấy thêm một bác cảnh sát lớn tuổi mặc cảnh phục với hàng sao lấp lánh trên cầu vai ngồi trên chiếc ghế còn có cả ba người nhuộm tóc đeo khuyên tai nếu như tôi đoán không lầm thì rất có thể đây là những cảnh sát nằm vùng tôi thấy bảng tên trên áo bác cảnh sát lớn tuổi nhất tên là tân thấy tôi lúng túng bác tân khẽ mỉm cười rồi mời cả gia đình ngồi xuống sau vài câu hỏi thăm việc lấy lời khai bắt đầu không khí từ thân thiện nhẹ nhàng chuyển sang nghiêm túc tất cả mọi người đều im lặng chỉ có tiếng hỏi của một chú cảnh sát vang lên tiếng máy ghi âm rè rè và giọng nói đều đều của tôi ban đầu họ hỏi tôi về bản thân về gia đình và vài chuyện vụn vặt sau đó câu chuyện dần dần được dẫn dắt tới ngày tôi cùng cả lớp đi chơi ở khu chợ đêm ven cờ khẩu. Tôi kể lần lượt những sự việc diễn ra. Ngay cả việc tôi nhặt được một chiếc ví, ở bên trong có một vạn tệ, cũng trở thành điểm nổi bật. Những người tôi đã từng gặp trong những ngày vừa rồi, những người đã chết, những căn nhà tôi đến đều được kể rành mạch. Thỉnh thoảng bà nội lại sụt xịt, khẽ quay đi lau nước mắt. Tôi kể chi tiết rằng mình trốn thoát ra khỏi nhà chị oanh rồi trà trộn vào đám ma ở trong nhà tăng lễ bằng cách vẽ mặt sống mấy người khóc thuê khi tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình bác tân khẽ gật gù tán thưởng cháu giỏi lắm ngay cả những người lớn tuổi hơn cháu nhiều cũng không tỉnh táo trong trình tình huống như vậy sau khi lên xe buýt cháu nhờ cô bé người trung quốc kia đưa đến đồn cảnh sát phải không tôi toan gật đầu nhưng lúc này tôi lại nói Khi cháu ngồi trên xe Đã thấy đồn cảnh sát rồi Nhưng lại có một tình huống ngoài dự đoán Tất cả ánh mắt ở trong phòng đổ dồn vào phía tôi Không ai dám thở mạnh Bác Tân lại hỏi Tình huống bất ngờ là gì? Cháu gặp lại người đàn ông tên Phạm Và người đàn bà tên Sàng Ở trên xe buýt Cả hai là mắt xích trong đường dây buôn bán người cùng với bọn Tiểu Triệu Bác Tân và chú Vinh nhìn nhau còn chú long tôi thì sững sờ tôi thọc tay vào trong túi áo lấy ra cái bút bi mà mình mượn của thằng bé tiệm mì sau đó tôi viết một hàng số lên tờ giấy đưa ra trước mặt của mọi người đây là biển số xe của chiếc xe tải mà hai người đó đã lên xe cháu còn chụp được bóng lưng của hai người đó trên xe pit cô bé người trung quốc kia đã gửi vào hòm thư điện tử cho cháu mọi người truyền tay nhau tờ giấy bác tân gật gù hài lòng không để chậm trễ dù chỉ là một tích tắc Tôi hít một hơi thật sâu Cháu nghĩ Phạm và Sảng Chính là hai kẻ Đã giết bố mẹ cháu Gương mặt điềm đạm của bác Tân biến mất Thay vào đó là vẻ bất ngờ Như không tin nổi vào tai mình Mọi người trong phòng cũng sửng sốt Đến bàng hoàng trước thông tin này Chú Long và bà nội giật nảy mình Bà nội khẽ nắm lên vai tôi Sao, sao, sao lại thế hả Linh? Sao, sao, con biết được? Bác Tân nhìn tôi không chớp mắt. Ông dướn người về phía trước. Hai người đó giết bố mẹ cháu. Vụ án đó như thế nào? Lần này thì đến lượt chú Long lên tiếng. Chú kẻ vắn tắt về vụ án mạng xảy ra vào đêm mưa gió năm ấy. Cũng trong cái đêm định mệnh mà tôi đã mất cả cha lẫn mẹ. Vụ án đã qua gần 10 năm. Nhưng đối với tôi, nó lúc nào cũng chỉ như bắt đầu ngày hôm qua vậy. Nhất là khi hung thủ vẫn còn nhờn nhơ ở bên ngoài kia. Nghe xong câu chuyện, bác trưởng công an nhìn tôi. Sao cháu biết hai người đó lại có liên quan đến vụ sát hại người thân của cháu? Ngập ngừng một lát, trong đầu của tôi đấu tranh tư tưởng. Tôi không thể nói cho ai biết việc mình thấy đầu của bố mẹ mình mọc ra từ trên gáy của hai kẻ kia được không biết chừng người ta nói là tôi bị điên nên mới nghĩ ra chuyện hoang đường đến vậy cuối cùng tôi trả lời bởi vì giọng nói cháu nhận được ra giọng nói của hai kẻ đó bác tân khẽ gật đầu rồi quay ra nhìn mấy người ở đằng sau lúc ấy tôi cũng chưa hiểu quy trình điều tra một vụ án là như thế nào nhưng dựa theo những cuốn tiểu thuyết trinh thám mà tôi đã từng được đọc thì việc nhập hai vụ án vào để điều tra cần phải có chứng cứ nhất định một khi chuyện đã đến nước này tôi không thể nào ngồi im chờ đợi được tôi nghe thấy tự mình chủ động đề nghị cháu muốn xung phong hỗ trợ cảnh sát phá án cháu đoán rằng là các bác các chú ở đây đã theo dõi hành tung của đám người này lâu rồi nhưng nếu như cần phải có một người đã thực sự tiếp xúc với chúng thực sự để cho chúng nó tin tưởng thì ngoài cháu ra không có ai khác cả tôi nói một hơi cảm nhận được mặt mình đang đỏ bừng lên bà nội thốt lên sợ hãi cái con bé này nói linh tinh cái gì thế đây không phải là trò chơi trẻ con đâu biết chửa chú long bình tĩnh hơn ngẫm lại cũng đúng dù sao thì chú cũng là người trong ngành bác tân đưa mắt nhìn mọi người bên cạnh một người đàn ông tóc dài nhuộm vàng đeo khuyên tai vẻ mặt căng câng bình thản nhìn tôi cô bé chuyện này không đơn giản như em tưởng tượng đâu nếu bị chúng nó phát hiện thì cơ hội trở về của em gần như bằng không đấy chúng không dễ lừa như là đám người mua em về làm vợ đâu em có hiểu không tôi khẽ mỉm cười nếu như người khác thì có thể nhưng chúng đã từng gặp em một lần cho nên việc tin rằng em lại bị bắt cóc một lần nữa là chuyện có thể xảy ra những nạn nhân giống như em được phân thành ba loại thứ nhất là hai đùi gà thứ hai là một đùi gà và cuối cùng là màn thầu hỏng tuy nhiên trước khi được phân loại như thế Chúng nó nhốt tất cả các cô gái vào một nơi để chờ mang đi. Chỉ cần tìm được đến đó, em sẽ tìm cách liên lạc, phát tín hiệu với mọi người ở bên ngoài. Lúc đó họ, mọi chuyện dễ dàng mà. Mấy cảnh sát nhìn nhau rồi im lặng. Mọi ánh mắt nhìn về hướng Bắc Tân. Bác khẽ cao mày, đăm đăm nhìn vào bàn giấy. Một lúc sau, ngẩng lên nhìn chú Long. Đồng chí Long, việc này liên quan trực tiếp đến cháu ruột của đồng chí đồng chí có ý kiến thế nào chú long thở hắt ra rồi quyết định khẳng khái báo cáo mặc dù cách này nguy hiểm nhưng rất hay khả năng thành công lại lớn tuy nhiên đội trọng án cũng phải cân nhắc thật kỹ để bố trí bảo vệ cho nhân chứng bà nội tôi nghe thế liền quay sang trách móc lòng như thế không được tôi nhìn thẳng vào mắt bà bà cháu đã tận mắt chứng kiến những người ở trong hầm ngục bị khóa sống không bằng chết cháu quá may mắn khi ít ra là bọn chúng nó còn đối xử tử tế với cháu vì chúng nó tin rằng là cháu bán được giá cháu không muốn có thêm bất kỳ một ai nữa bị bán đi rồi rơi vào cuộc sống như thế cả bọn chúng nó để cho cháu thoát chưa chắc sau này sẽ để yên cho cháu những người bị bán đi chỉ có hai con đường một là chết hai là cũng chết chỉ là muộn hơn. Việc này còn liên quan đến cái chết của bố mẹ cháu nữa. Bố mẹ cháu nằm trong vũng máu như thế nào, bà không nhớ sao? Nghe tôi nói như vậy, bà nội định nói gì thêm nhưng cuối cùng thở dài im lặng. Tôi biết là mình đã thuyết phục được bà nội, mọi việc lúc này chỉ còn đợi bác Tân lên tiếng. Người đàn ông có gương mặt phúc hậu nhưng nghiêm nghị, nhìn tôi một hồi, ánh mắt sâu lắm. Việc này còn phải bàn bạc chúng tôi không thể nào lên lụy đến người dân được nhất là một cô bé ở độ tuổi học sinh như cháu có hiểu không tôi khẽ gật đầu rồi cúi chào các chú công an đoạn theo người nhà ra về trời mùa đông hanh khô nhưng không hiểu sao mây đen xám xịt từ đâu kéo tới sáng ngày hôm sau khi ngồi trên xe về nhà bắc tân cùng với mấy chú cán bộ ra tiễn tận nơi tôi lễ phép cúi chào mọi người bước lên xe chú long im lặng nhìn ra ngoài bà nội nhẹ nhàng vuốt tóc để dỗ cho tôi vào giấc ngủ như hồi còn bé tôi cứ như vậy mà nằm thao thức nhìn lên trên trần xe rồi thiếp đi lúc nào không biết Lần này tôi không mơ thấy Phong Cũng không mơ thấy bà Xuân, bà Vôi Hoặc là những cô gái bỏ mạng nơi xứ người mà tôi từng tiếp xúc Trong cơn mộng mị Tôi thấy ba người đàn ông lững thững đi về phía tôi Vóc dáng và gương mặt của họ rất quen Một tia chớp Bất giác lập lòe sáng lên Trong không gian ghê sợn nhận ra họ ấy chính là lão kiệm gù thằng ngụy và thằng béo tiểu triệu gương mặt của ai cũng đầy máu riêng lão kiệm gù thì ở giữa ổ bụng còn có một cái lỗ hồng ngoác phần ruột non màu hồng hồng nhảy nhụa còn rơi lõng thõng ở bên ngoài nhìn qua trông như là một sợi dây rút quần tôi sợ đến nỗi ngây người ra tôi còn chưa kịp nói gì cả thì âm thanh khò khè của thằng ngụy đã vang lên linh linh à con chó là mày mày đã hại một tao miệng của thằng ngụy thở khò khè ra một làn khói trắng quái dị tôi giật mình trồm dậy trong lòng vẫn còn nguyên sợ hãi có khi nào có khi nào bọn thằng ngụy và lão già gù đã vong mạng tôi khẽ sờ tay vào tối chiếc bút bi chiếc đũa gỗ và số tiền ở trong túi tôi vẫn còn nguyên bản thân tôi chẳng thể ngờ rằng mình lại chuẩn bị được ngủ chung với người chết lần thứ ba trong đời những ngày sau đó nhà tôi lúc nào cũng đông người đến thăm kể từ khi tôi trở về người thân của tôi mừng rơi nước mắt con trâu cũng được chú long báo tin rằng đã đón được tôi về cho nên đã sang nhà đợi sẵn lúc xe ô tô dừng lại ở trước căn quỷ trạch tôi hồi hộp xuống sân bàn chân nhẹ bẫng bước đi như người mơ ngủ tôi vừa tần ngần đứng ngắm mấy cây hoa hồng leo mà ngày trước hai mẹ con đã trồng trước cửa nhìn khóm hoa rực rỡ nước mắt tôi trào ra bố mẹ ơi con về đến nhà rồi tôi nghe tiếng con trâu gào toáng lên gọi tên tôi khi tôi còn chưa định hình được thì đã thấy một cái bóng nhỏ xíu mặc áo len đỏ ôm lấy chân tôi khóc nấc lên tôi ôm chậm lấy đứa bạn sụt sịt mặc kệ cho chúng tôi nói gì thì con trâu vẫn cứ nức nở như là lâu lắm rồi nó đã để nén mà đến bây giờ phải bật khóc như vậy. Chúng tôi dìu Dít dẫn nhau vào nhà. Mẹ con con Châu đã chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn để đón tôi về. Sau bao nhiêu ngày lưu lạc ở nơi đất khách quê người, cũng có thể được ăn cơm với gia đình, được ngủ trên cái giường thân thuộc. Có lẽ tôi nhận thức được điều này hơi muộn, nhưng cơm nhà mãi mãi là thứ đồ ăn ngon nhất. Bầu không khí của gia đình mãi mãi là đích đếm khiến người ta tìm về trong những cơn giông bão Mẹ con trâu âm cần gắp cho tôi một chiếc đùi gà luộc vàng ruộm Nhưng nghĩ đến những gì đã trải qua Có lẽ tôi chẳng thể nào nốt nổi thứ thịt ngon lành ấy Đêm hôm đó Tôi và con trâu nằm tâm sự với nhau ở trong phòng Tôi kể cho nó nghe từ lúc tôi bị lạc ở chợ đêm Hà Khẩu Con bé nghe xong gương mặt buồn thiêu vì không thể tưởng tượng nổi bản thân tôi đã trải qua những chuyện kinh hoàng như thế. Cũng nhờ nó kể lại tôi mới biết, vào ngày tôi mất tích có rất nhiều người đã tỏa ra đi tìm. Con trâu kể rằng việc đi lạc của tôi vào ngày định mệnh ấy nhanh như chớp. Rõ ràng là chỉ vài phút trước, con bé còn thấy tôi đứng ở bên cạnh. Vậy mà một lúc sau tôi đã biến mất. Con trâu bắt tay làm loa, gọi đến khàn cả giọng. Nhưng chẳng thể nào thấy tâm hơi của tôi trong biển người. Nó lập tức thông báo cho thầy cô giáo. Thầy cô chia làm hai hướng. Một bên đưa học sinh về khách sạn, còn bên còn lại liên hệ ngay với cơ quan chức năng ở địa phương. Những năm 2000, mặc dù ở khu vực Hà Khẩu rất phát triển, nhưng chưa thể hiện đại như bây giờ. Cả khu chợ đêm chỉ có ba chiếc loa phóng thanh, ban quản lý chợ, hỗ trợ thầy phòng bằng cách liên tục đọc tên tôi trên loa nhưng khu vực tiệm mì mà tôi chọn rừng chân lại nằm ở rất xa khó mà nghe rõ hơn thế nữa tôi còn nhớ như in lúc ấy trời mưa cả chợ mất điện cho nên việc tìm kiếm tôi lại càng khó khăn thêm gấp bội cho đến khi điện sáng trở lại các thầy cô giáo cùng lực lượng cảnh sát lại tiếp tục tìm vài người biết tiếng việt tiếng trung làm nghề thương lái đánh hàng từ trung quốc cũng đi phụ một chân một tay. Sau hai tiếng tìm khắp khu chợ, mọi người tuyệt vọng quay về. Có chị buôn quần áo túi sách, lấy hàng ở tận Quảng Châu, nghe vậy thì lắc đầu buồn bã. Khổ thân con bé, giờ mà chưa tìm được thì có khi 100% là nó bị bọn buôn người bắt đi rồi. Thế thì có mặt còn lâu mới được tìm được đừng về. Con Châu nghe chị kia nói thế, òa khóc nức nở. Mấy đứa bạn gái cùng lớp tôi cũng ôm nhau khóc. Đám con trai thì im lặng, đờ đẫn như là người mất hồn. Con trâu sụt sịt nói, cả lớp không ai ngờ rằng đứa học giỏi nhất lớp lại rơi vào tình trạng như vậy. Khi công an báo lại từ nguồn trinh sát rằng là có người tận mắt trông thấy một cô gái có ngoại hình giống như mô tả. Bị một gã đàn ông trẻ tuổi bế lên trên xe ô tô, phóng thẳng đi trong đêm, Cô giáo chủ nhiệm của tôi thốt lên một tiếng rồi ngất xỉu. Cho đến tận khi ra về, cả lớp vẫn tần ngần đứng trước cửa biên giới, rồi đồng loạt nhìn thật lâu. Cả lớp có 39 học sinh đi chơi, vậy mà khi về chỉ còn 38. Những ngày sau đó, hôm nào cô chủ nhiệm cũng đi dậy với đôi mắt sưng húp vì khóc. Bà nội thì ốm liệt dường đến mức hàng xóm sợ rằng bà không qua khỏi. Chú Long gầy dập đi Nhìn dáng vẻ tiều tụy Con trâu và mẹ nó chuyển đến Ở nhà tôi mấy hôm để trông bà Căn nhà này có ma cũng được Không có cũng chả sao Dù cho có nở lơi quỷ trạch Thì nó cũng không thể bỏ mặc gia đình tôi lúc này Tôi nghẹn ngào khóc Trong những ngày tìm đủ mọi cách để về Việt Nam Hình ảnh người thân luôn hiện hữu trong lòng Cho đến bây giờ tôi mới biết họ cũng đã trải qua những tháng ngày không hề dễ chịu tôi mới về đêm hôm trước thì sáng ngày hôm sau thầy phòng cô chủ nhiệm cùng toàn bộ học sinh trong lớp kéo đến hỏi thăm mọi người lặng đi khi nghe tôi kể về những gì đã trải qua vài đứa bạn gái cùng lớp còn đồng loạt kêu lên một tiếng khi nghe đến chuyện gã béo tiểu triệu định làm nhục tôi rồi tất cả bàng hoàng khi nghe tôi kể đến đoạn bà vui bị hai gã đàn ông làm nhục ở trong phòng tôi được nghỉ một tuần để ở dưỡng ở nhà dưỡng sức sau đó quay lại trường học nhiều đứa trong trường nhìn tôi bằng ánh mắt lăn lấm lét mỗi khi tôi bước ngang qua tôi nghe chúng nó sỉ xầm bàn tán mỗi một lần như vậy con trâu rất bực mình có lần nó còn giơ tay tát cho một đứa ở lớp bên cạnh vì chính tai con trâu nghe thấy con bé ấy bảo tôi bị hơn chục thằng người trung quốc làm nhục xong mới thả về tôi cũng chỉ cười nhạt chạy sang kéo con trâu đi nếu không thì con bé kia chắc là bị đánh cho tơi tả bọn con trai trong trường cũng nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ chúng nó nghĩ gì tôi biết nhưng tôi cũng chẳng có thời gian để chứng minh với tất cả mọi người chỉ cần bạn cùng lớp của tôi thầy cô giáo trong trường tin là đủ có một điều tôi thấy rất lạ ấy là kể từ khi về nhà tôi không còn nằm mơ thấy phong nữa mà không chỉ có phong ngay cả việc nằm mơ thấy bà vôi thấy hai cô gái đáng thương bị bọn tiểu triệu hại cũng biến mất rõ ràng khi giao di vật của họ cho công an ngay đêm hôm ấy tôi đã thắp nhang ngoài trời để tế bái hai người bạn ấy tôi không biết tên của họ nhưng trong lòng của tôi họ giống như những người bạn đồng hành đã cùng tôi trải qua những giờ khắc sinh tử dù cho khi tôi ngủ bên cạnh họ chỉ còn là cái xác không hồn việc không thấy phong cũng chẳng mơ thấy những người ấy nữa làm cho tôi lo lắng liệu có khi nào bản thân tôi đã có vấn đề không lẽ con mắt âm dương mà phong tặng cho đã hết tác dụng tôi chạy ra nghĩa địa ở gần nhà để cố nhìn xem có vong hay không nhưng cũng thất vọng mà về tôi lặng lẽ thắp một que nhang ngồi trước gương lẩm bẩm phong xin hiện về cho em được biết. Mấy ngày nay em bồn chồn đến mức em không ngủ nổi. Anh sống khôn thác thiên, xin hiện về báo mộng cho em. Không biết lời cầu khấn của tôi có ứng nghiệm hay không. Đêm hôm đó, cửa sổ đầu giường của tôi ngủ, có rất nhiều vong đã thò đầu vào. Lúc ấy là độ 3 giờ sáng. Trời mùa đông ở thị trấn quê tôi vào giai đoạn này, lúc nào cũng có sương mù rất lạnh. Thứ sương mù bay là là trên mặt đất. Hễ có người nào ở xa không biết mà đi trong đêm, thường sẽ bị nhiễm lạnh dẫn đến thương hàn. Đó là còn chưa kể những người yếu bóng vía. Nếu như đi ra ngoài đường vào giờ này, thường dễ bị nhiễm âm, dễ bị ma giấu. Đó là lý do mà ngay từ nhỏ cho đến khi lớn lên bà nội không bao giờ cho tôi ra ngoài ban đêm cũng không cho mở cửa sổ vì sợ gió lạnh và âm khí tràn vào thế nhưng đêm nay thì khác trước khi đi ngủ tôi đã quyết định sẽ mở hé một ô cửa sổ với mong muốn được gặp người âm nào đó hoặc nhìn thấy sự lạ để kiểm nghiệm là bản thân mình có còn đôi mắt âm dương hay không tôi leo lên giường chìm vào giấc ngủ 3 giờ sáng, từ bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng động lạch cạch. Tôi giật mình mở mắt. Dưới ánh trăng sáng lờ mờ, tôi thấy ở bên ngoài có đến gần chục cái đầu người đang lố nhố thỏ vào trong phòng tôi. Tôi điếng cả người, toàn thân đờ đẫn không cử động nổi. Cảm xúc lúc này rất hỗn độn. Tôi vừa mừng vì mình nhìn thấy vong, vừa sợ vì không biết phải làm gì trong trường hợp này. Khe hở cửa sổ tôi kéo ra rất hẹp Những cái đầu người lại chen chúc Thành ra khung cửa bị ứ động Giống như là tắt đường ở trong thành phố Một cái đầu người bị cán bẹp một bên Phần não lòi cả ra ngoài Đang tìm đường rút vào trong phòng tôi Tôi cầm sẵn cái gối coi như là vũ khí tự vệ Lúc lật cái gối lên Tôi vô tình thấy con dao cùn mà ngày trước mình đã đẻ để đề phòng bị bóng đè tôi vồ lấy con dao khô khoắng về phía trước để sẵn sàng đối phó cái đầu bị lõm ỉ ạch lách mình qua khe cửa rơi tõm xuống đất dưới đệm của tôi rồi lăn lông lốc máu và cái chất nhảy nhụa ở màng não loang ra chăn đệm bốc mùi tanh hôi nồng nặc hòa cùng với mùi tử thi đang phân hủy không hiểu sao nhìn cái đầu đầy máu này tôi chợt nghĩ đến câu chuyện sọ dừa thế nhưng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ tôi vung con dao về phía cái đầu mũi dao cùn chạm vào nệm cái đầu chẳng hề hấn gì gương mặt méo mó liếc nhìn về phía tôi rồi cười phớ lớn <cười> gái có gái có dương khí Tiếng thì thào của nó vừa vang lên Hàng loạt những cái đầu khác lập tức kích động Chúng lồng lên dữ dội rồi tràn vào trong phòng tôi Ô cửa kính rung lắc Nứt toát ra Khiến những mảnh thủy tinh tung tóe. Tôi hét lên một tiếng gọi bà nội Nhưng không có ai đáp lời Tại sao là mọi chuyện lại như vậy Mọi khi bà nội tỉnh ngủ lắm cơ mà Tôi cầm chắc lấy con dao cùn ở trong tay Hai đầu gối quỳ bên giường thủ thế Cái đầu nham nhở phóng như bay về phía tôi Cái lưỡi đen ngòm ngòm của nó thẻ ra đến cả mét Chạm vào mặt tôi lạnh toát Mùi xú ý bốc lên nồng nặc Tôi thấy đầu óc mụ mị đến mức không còn nhìn thấy rõ gì nữa Đúng lúc ấy một bóng người cao lớn phóng đến hất mấy cái đầu ra bên ngoài cửa sổ Đám vòng co rúm lại Rồi biến mất trong bóng đêm Bộ không khí lại trở nên tịch mịch. Tôi lờ mờ cố gắng nhìn thật kỹ bóng người, rồi nhận ra là bóng người mà bấy lâu tôi vẫn mong gặp. Phong! Giọng nói thì thào của tôi vang lên trong đêm, Phong quay người lại nhìn tôi, vẻ mặt buồn rầu. Một lúc sau anh ta mới cất tiếng. Sao em lại ngây ngô như vậy? Chẳng phải là bà nội đã dặn em không được mở cửa sổ không được thò chân ra khỏi chăn cũng không được đẩy mũi dép hướng lên giường cơ mà vùng đất này vốn độc âm khí lúc nào cũng dày đặc đáng lẽ em phải làm theo chứ giọng nói trách móc của phong khiến cho vẻ âm u lãng đãng ngày thường của anh ta biến mất lúc này tôi thấy anh ta giống như là người trần tôi lắc đầu khó nhọc không phải đột nhiên không nhìn thấy vong nữa tôi, tôi lo rằng là mắt âm dương của tôi có vấn đề ấy. Phong cau mày Em đã về được đến nhà Đã thoát khỏi tay bọn buôn người Em còn cần đôi mắt ấy làm gì Người Trần lúc nào cũng muốn nhìn thấy ma quỷ Nhưng không ai biết rằng Khi nhìn thấy vong hồn như vậy Cũng có nghĩa là dương khí trên người ngày một yếu Em đã về đến nhà Không nhìn thấy người âm thì tốt cho em hơn lần này tôi cảm thấy bực mình tôi đứng phát dậy nhìn thẳng vào mắt anh ta về nhà anh nói về nhà mà đã xong à manh mối về kẻ đã giết hại bố mẹ tôi bây giờ mới xuất hiện anh nghĩ tôi có thể coi như không biết gì để mà điều nhiên sống tiếp à bao nhiêu năm qua tôi mong được nhìn thấy bố mẹ tôi một lần cũng không được anh biết không rồi sao nữa giờ tôi đã biết ai là kẻ giết bố mẹ tôi anh bảo tôi phải ngồi im chờ đợi lão phàm hay là mụ sàng nhẫn nhơ Sống đến khi hết dương thọ à? Không bao giờ đâu Phong cũng không khách khí mà nói thẳng Em không biết gì cả Những người trong đại hạn Tức là vận hạn Sẽ xấu trong vòng 10 năm Thời gian em bị bắt cóc Chỉ là một trong số những đại hạn của em Đằng này Em còn giữ ý định muốn báo thù cho bố mẹ Em đừng quên Bố mẹ em đã phải hy sinh tính mạng của mình để cho em được sống Em đang lãng phí nó đó Có lẽ từ lúc tôi sinh ra đến giờ Chưa bao giờ tôi thấy mất bình tĩnh như vậy Tôi gào lên đáp trả Không đợi nào Ngày nào tôi còn sống Tôi sẽ tiếp tục tìm ra hung thủ Để báo thù cho cha mẹ tôi Phong nổi giận Số mệnh của em rất kém Có thể em sẽ chết được Tôi cười gần, hai mắt của tôi đã nhòe đi. Đặc lẽ ra tôi phải chết từ lâu rồi. Nếu như đêm hôm đó anh không xuất hiện, anh cũng chính là một trong những người đồng lõa mà. Anh quên rồi sao? Gương mặt của Phong bình thường đã vốn trắng bạch không có chút sinh khí. Vừa nghe thấy tôi nói như vậy thì toàn thân anh ta sững lại, nhìn tôi chân chân. Nước mắt của tôi rơi lạ trả trong im lặng. Khoảng cách giữa tôi và anh ta chỉ bằng một sải tay. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy chúng tôi cách xa đến vậy chúng tôi là hai người thuộc hai thế giới khác nhau sương mù càng lúc càng dày đặc phong nhìn tôi rồi buồn bã quay lưng bóng lưng của anh ta chìm dần chìm dần vào trong màn sương mù làng bạc tôi đứng ở ngoài cửa nhìn theo trên cành cây chĩa vào cửa phòng của tôi người đàn bà mặc váy đỏ bị khâu kín mắt kín miệng vẫn ngồi vắt vẻo cũng chẳng biết là cô đã ngồi được bao lâu liệu có nghe thấy chúng tôi cãi nhau hay không tôi mặc kệ cho nước mắt của mình tràn hòa một tiếng chó cắn ma từ bên hàng xóm vọng lại sau đó tiếng gà gáy vang lên tôi tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh ô cửa kính vẫn còn nguyên vẹn không bị vỡ mọi thứ xung quanh vẫn bình thường như mọi ngày chỉ có nước mắt đang ất ướt đầm đìa gối Tôi cảm giác như quyết định của tôi cách đây ít lâu, dường như đã chạm đến cực hạn của đại nạn 10 năm trong đời. Chỉ có điều tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định đó cả. Những ngày sau đó tôi không còn mơ thấy Phong nữa. Ngay cả vào đêm sinh nhật, đánh dấu mốc thời gian tôi tròn 18, Phong cũng không xuất hiện. Thế mà đã có lúc tôi tin chắc anh ta là duyên âm, theo tôi từng ngày. Thỉnh thoảng trên đường đi học về, tôi vẫn thấy những lòng vong hồn thất thểu lang thang. Có lúc tôi chạy sang bên nhà con trâu chơi, lại nhìn thấy người đàn bà mặc áo đỏ trước cửa nhà tôi. Vào đúng dịp dằm tháng 7, bay lơ lửng. Người này bị kẻ nào đó khâu miệng, khâu mắt, cho nên dù tôi có thể nói chuyện với bà ta thì cũng chẳng có manh mối nào. Tôi cũng để ý trùng lợn của căn nhà cũ mà gia đình thằng Minh đã từng ở. Vào những đêm trăng sáng, cô ruột của nó lại hiện ra vừa khóc vừa cười thỉnh thoảng lại hát nghêu ngao như thể đang du con người nào không biết thì vẫn nói là tiếng mèo gọi bạn trong đêm hệt như tiếng trẻ con khóc có ai ngờ ấy là tiếng khóc của âm hồn cảm giác buồn bã trống trải trong lòng cứ thế dâng lên từng ngày tôi thường xuyên lẩm bẩm một mình mong sao có bà vui bà xuân cùng với hai người con gái đáng thương chết trên xe của thằng ngụy về báo mộc cho tôi được biết lần trước ngủ ở nhà khách công an tôi còn nằm mơ thấy bọn thằng ngụy và lão kiệm thở ra làn khói trắng rồi nhìn tôi chửi bới trong lòng tôi chắc chắn rằng là bà xuân đã dùng đống thuốc nổ thủy ngân kia để xử lý chúng nhưng cụ thể như thế nào thì tôi cũng không thể biết trước được tôi khẽ thở dài thôn bạch thủ điện thế hiểm trở như vậy làm sao mà truyền được tin tức đến những năm ấy phương tiện truyền thông đâu có bùng nổ như bây giờ nhiều khi cả làng mới chỉ có một vài hộ gia đình có điện thoại với những ngôi làng biệt lập sống lánh đời ở vùng hẻo lánh bên trung quốc như thôn bạch thủ thì sự hiện diện của thiết bị hiện đại lại càng hiếm hoi tôi vừa đi bộ trên đường vừa mải mê suy nghĩ chẳng may chiếc xe đạp đâm sầm vào một người thanh niên đang lôi húi sửa xe máy bên vệ đường xe đạp ngã trồng cành tay trái chống xuống đường bê tông đau sát, người kia vội vàng chạy lại đỡ tôi đứng dậy. Tôi lồm cồm nhấc chiếc xe, rồi nhận ra phía trước là thằng Minh. Trước giờ nó vẫn công khai theo đuổi tôi nhưng chưa bao giờ tôi để ý đến nó cả. Lần chú ý duy nhất ấy là vào hôm tôi phát hiện trước cửa nhà mình có thi hài người đàn bà mặc váy đỏ, trong đám đông người hiếu kỳ, tôi bắt gặp gương mặt của thằng Minh hốt hoảng nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể rồi leo lên xe phóng đi mất lúc ấy tôi ngờ ngợ rằng có thể thằng này biết điều gì đó nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng tìm thấy liên kết gì để suy luận cho đến khi tôi bị bọn thằng ngụy bắt cóc đem về nhà để gặp bà vui tôi mới biết đặc trưng của những nạn nhân bị bọn buôn người giết hại là đều bị khâu mắt khâu miệng có lẽ chúng được cao nhân nào đó chỉ cho từ lúc ấy trong lòng của tôi có một dự cảm rằng rất có thể người đàn bà đáng thương bị ném xác trước cửa nhà tôi đã bị bọn buôn người sát hại. Những ngày lưu lạc ở ổ buôn người mách bảo với tôi rằng số tiền kiếm được từ việc mua đi bán lại những người phụ nữ là một con số khổng lồ, bất cứ một mắt xích nào đó trong đường dây cũng có thể hốt bạc triệu. Ở cái thị trấn giáp bên này Gia đình nào bỗng giàu lên nhanh chóng Ngoài nhà thằng Minh thì còn ai Tôi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu phủ định Suy luận này không có chứng cứ thuyết phục Thằng Minh nhìn gương mặt của tôi Hỏi thăm vài câu Ngỏ ý bảo tôi đưa lên xe để nó đưa về Tôi vốn đã không thích nó Lại thêm thành kiến Tôi chỉ lạnh lùng nói không cần Rồi lọc cọc đạp xe bỏ đi Khi tôi đi được vài bước thì đột nhiên sống lưng tôi lạnh toát. Tôi phanh xe lại, quay mắt ra đằng sau nhìn. Vừa hay tôi thấy ở ngay đằng sau lưng của thằng Minh. Thằng Minh đang nhìn tôi, ánh mắt vô cùng hằn học. Thấy tôi bắt gặp, nó cụp mắt xuống, rồi dở vờ nhìn xuống cái xe bên cạnh. Tôi khẽ thở hắt ra coi như không thấy lại tiếp tục đi vào giờ khác ấy tôi không ngờ là đại họa chuẩn bị một lần nữa ập đến hệt như những gì phong đã cảnh báo từ lúc về đến việt nam tôi có một thói quen cứ đúng vào ngày tôi trốn thoát từ trung quốc về với gia đình tôi sắp một mâm lễ vật nhang hoa trái cây nho nhỏ để cúng tế những người đã chết trong cuộc hành trình ấy vì không biết tên đầy đủ từng người tôi chỉ khấn vái ngắn gọn nhưng lại dành thời gian rất lâu để nhìn từng đống vàng mã chậm rãi cháy bà xuân bà vôi hai cô gái tội nghiệp và cả cô gái bị chết trước cửa nhà mọi người có nghe được tôi nói hay không tôi ước sao họ cũng có thể quay trở về quê cha đất tổ như tôi không phải chịu cái cảnh chết nơi đất khách quê người nhưng trên đời này làm gì có điều ước nào cũng thành sự thật đâu tròn hai tháng kể từ khi tôi về nhà trời lúc này đã vào độ giáp tết không khí càng lúc trở nên cắt da cắt thịt mặc dù vậy cái rét ở nơi này còn dễ chịu hơn nhiều so với vùng núi cao hơn tôi dùng mình nghĩ đến cảnh tuyết rơi ở bên trung quốc nhiệt độ đã chạm mốc âm thế mà vẫn có những cô gái đáng thương nằm co quắp trong chuồng dê nhà lão gù tôi vừa sắm sửa trái cây để mang ra ngoài cúng tế vừa thở dài. Lúc đặt mâm lễ lên cái bàn nhỏ trước sân, tôi phát hiện là nhang nến đã hết. Tôi chạy vào trong nhà để tìm, nhưng bà nội lại nói đã hết mấy hôm nay, bà chưa kịp mua. Trời đã nhá nhem, tôi vội vàng chạy vào khoác cái áo mà bao đã mua cho tôi ngày tôi về nhà anh ta. Từ khi trở về đến nay tôi vẫn để nguyên mọi thứ trong áo. Từ số tiền một vạn tệ, cho đến cái bút bi cái đũa gỗ và cả lọ lân quang mấy lần bà nội bảo tôi cất cái áo nhưng tôi không muốn bởi vì thực sự là cái áo đó ấm lại chống nước rất tốt phần vì tôi vẫn còn canh cánh trong lòng những chuyện xảy ra ở nơi ấy tôi phóng nhanh ra khỏi nhà ngoài chiếc áo bao mua tôi cẩn thận đi một đôi giày cổ cao quá mắt cá ở nơi đây giữ ấm phần chân và tai là điểm cốt yếu. Nếu như để gió thốc vào thái dương, hơi lạnh sẽ bút đến tận ốc. Tôi cầm một ít tiền lẻ, nhảy lên cái xe đạp, lóc cóc đạp đi. Từ nhà đến trung tâm thị trấn, mất khoảng 15 phút đạp xe, cả đi cả về tròn nửa tiếng. Vì không muốn tốn thêm thời gian, tôi quyết định sẽ băng qua con đường mòn sau nhà. Đây cũng chính là nơi mà các cán bộ kiểm lâm thường xuyên đi lại tuần tra hoặc là cứu hộ những người bị nạn sau những ngày lũ quét lở đất con đường vắng không hề có một bóng người qua lại người bình thường hẳn là sẽ sợ ma nhưng tôi thì nhìn mãi rồi cũng quen không hiểu vì sao cái đêm tôi nằm mộng cãi nhau với phong đôi mắt âm dương của tôi lại nhìn thấy vong như bình thường những cái đầu thập thò trong cửa sổ mỗi đêm ấy là những oán khí của những người chết đường chết chợ chết tai nạn giao thông chết bất đắc kỳ tử trong rừng muốn tìm dương khí để vàng vất cõi trần căn nhà của tôi vốn nằm ở trên thế đất không lành lại thêm việc tôi mở cửa sổ thì chẳng khác nào mời vong hồn ghé thăm khi biết được điều đó tôi không dám làm sai lời bà nội dặn để phòng trừ việc con mắt âm dương đột ngột mất đi tác dụng tôi còn khéo léo đẻ miếng gương vỡ từ bàn trang điểm vấy máu vào cái đêm bố mẹ tôi chết trong tối lúc nào cũng mang theo hôm nay cũng không ngoại lệ con đường mòn ban ngày vốn dĩ đã hiu quạnh bây giờ lại càng rợn ngợp cái đèn pin trong giỏ xe chỉ chiếu một khoảng hẹp ở trước mắt tôi vừa đạp xe vừa cố gắng không nhìn vào những tảng cây trong rừng bóng tối hiện lên với đủ hình dáng như con người để cho bớt cảm giác bất an tôi khẽ lẩm bẩm ốm um mani bát mi hồng đi được nửa đường chuẩn bị rẽ qua con đường lớn để vòng về trung tâm thị trấn thì đột nhiên trước mặt tôi thấy có bóng người cao lớn đeo cái mặt nạ đỏ lòm lòm xuất hiện trong màn đêm quái lạ ai mà lại dựng bù nhìn ở đây còn chưa kịp suy nghĩ thì xe đã phóng thẳng tới khi chỉ còn cách cái bóng người đeo mặt nạ ấy hơn một mét tôi nhận ra đấy là một con người thật bằng xương bằng thịt tôi phanh xe đánh kít một cái chói tai hai chân chống xuống dưới đất tay giữ chặt lấy xe chiếc đèn pin trong giỏ bị nảy lên rơi mất cục pin ra ánh sáng duy nhất đã tắt ngốm không gian xung quanh tôi bị bóng tối nhốt chừng lúc này đang là tháng của mật cũng chẳng có trăng sao gì trong bóng tối mịt mùng tôi thốt lên kinh hãi này ở đây làm cái gì thế? Bóng người kia cười nhạt chậm rãi tiến tới. Tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân dẫm lên cành cây khô làm cho toàn thân tôi run rẩy. Không được, chạy ngay, chạy ngay hị. Lý trí thôi thúc tôi phải chạy để giữ mạng mình. Tôi quăng cái xe sang một bên đánh rầm một cái rồi quay đầu bỏ chạy. Tôi chỉ cần chạy thẳng là được không rẽ ngang rẽ ngửa chạy thẳng là sẽ tìm được đường thoát thân ấy nhưng mà thực tế thì không diễn ra như tôi mong muốn tôi vừa quay lưng lại chạy được mấy bước thì thấy một luồng gió thổi thốc từ đằng sau chỉ vài giây một bàn tay lạnh ngắt kéo giật cái mũ áo khoác của tôi lại tôi chới với ngã vật ra đất hai tay mài xuống con đường sỏi đau đến giọng nói người đàn ông lạnh lẽo vang lên bên tai chạy đâu cho thoát Hừm. con chó này tôi cố gắng dãy dụa tôi mở miệng kêu cứu tức thì mũi tôi cảm thấy có một cái rẻ lạnh áp vào mặt tôi mơ màng mọi thứ xung quanh vô địch trước khi ngất đi suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tôi là tại sao Tại sao cái giọng nói này nó lại quen đến như vậy? Không biết tôi đã ngủ trong bao lâu, nhưng đến khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi trong một cái thùng xe tải trống rỗng. Bên cạnh còn có một đứa bé trai mới tuổi, một người phụ nữ độ ngoài 20 và một cô bé còn đeo khăn quàng đỏ. Ở trong góc có một người phụ nữ da ngăm đen, mặc bộ quần áo của người Mường, tất cả đều đang ngủ say. Phản ứng đầu tiên của tôi là giật mình ngơ ngác. Trong thùng xe tối lắm, chỉ có hai cái lỗ thoáng to bằng khổ giấy A4 được khoét ở phía trên, có lẽ là giúp cho không khí lưu thông để cho người ngồi trong thùng xe dễ thở. Tôi hoảng loạn, tay che miệng, cả người cong xuống gục đầu vào gối, tôi cố gắng để không hét lên còn lại trời lại phật đây chỉ là mơ là mơ thôi xin xin đừng để con bị bắt cóc một lần nữa con con lại trời lệ phật nước mắt nước mũi của tôi tràn hòa tôi cố bóp chán để nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi đang đạp xe đạp bị một người đeo mặt nạ đỏ rực chặn đường người ấy đuổi theo mở mắt ra thì như thế này tôi ngồi phịch xuống đất gương mặt thất thần nhìn xung quanh rồi cay đắng nhận ra lần thứ hai trong đời tôi bị bắt cóc Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Vậy là cô bé Linh lại một lần nữa bị bắt cóc. Chúng ta xem xem là lần này nó sẽ như thế nào ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.